Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại khuôn ngọc Bình thường thì các hãng Smartwatch ấy, họ sẽ xuất đồng hồ theo size Cụ thể chúng ta size 38, size 40, 42, 44, thậm chí là 46 Ít hãng nào sản xuất theo nhóm đối tượng người dùng như nam hoặc nữ chẳng hạn Tuy nhiên hôm nay mình sẽ giới thiệu một hãng đó chính là họ làm ngược lại với những đó Họ sản xuất đồng hồ theo giới tính Cụ thể đó chính là Kiss Lake What Lady L11 đây Một cái sản phẩm mình thấy rằng nhóm đối tượng hướng đến chủ yếu đó chính là những người phụ nữ ở đây và tên của nó đã nói lên tất cả chi tiết hơn hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những mẫu đồng hồ nhá và tất nhiên đến cuối chúng ta cũng sẽ có những bản yêu mời các bạn đón xem Đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế của chiếc Kislik L11 này Và ngay từ cái phần thiết kế các bạn thấy nó sẽ theo tông màu đó chính là dịu dàng tương tự như các chị em vậy và bạn sẽ thấy một điều đó chị em này cực kỳ nhỏ gọn luôn nếu mà so sánh với những mẫu smartwatch khác trước đây mình đã từng làm ví dụ em K10, số K11 vân vân đấy thì em L11 này nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều luôn cụ thể thì trọng lượng của em nó nhá sẽ chỉ loanh quanh khoảng tầm là 22 gam mà thôi nếu mà so sánh với những mẫu smartwatch khác ấy, thì đây là trọng lượng cực kỳ là nhẹ luôn phải nói là rất nhẹ và thoải mái dành cho chị em tất nhiên ngoài cái phần viền màu hồng này ra chúng ta cũng sẽ có một sợi dây màu hồng luôn nữa và ngoài ra trong hộp ấy các bạn cũng sẽ có thêm một sợi dây đi kèm nhá dành cho những chị em nào mà muốn thay đổi màu sắc nhìn kiểu từ màu hồng sang màu tím nhìn cho dễ thương hơn Tuy nhiên ở chiếc Kisslock là 11 đấy, điều mình ấn tượng nhất đó gì? Đó chính là chúng ta vẫn sẽ có phần viền bằng kim loại nhá. Phần viền bằng kim loại trong khi đó máy sẽ chỉ nặng với trọng lượng là 22 g. Thực sự đây là một cái điều khiến mình bất ngờ luôn. Hầu hết những cái mẫu đồng hồ kiểu này ấy, thì trọng lượng của nó sẽ khoảng tầm là 30 40 g. Nếu mà thiết kế cũng kiểu này luôn với phần viền kim loại. Em này sẽ chỉ là 22 g thôi. Cực kỳ nhẹ và rõ ràng với việc phần viền bằng kim loại ấy, thì chúng ta cũng sẽ có độ bền đáng kể. Ngoài ra thì em Kisslock là 11 này chúng ta cũng sẽ có chuẩn kháng nước đó chính là IP68 dành cho chị em nào như kiểu chúng ta muốn đi chạy nhảy đi bơi vẫn được luôn nhá với cái bàn em này ấy, về phần thiết kế mình thấy rằng bill của nó ngon hoàn thiện tốt so với những phần viền ấy thì thực sự là cảm giác chắc chắn cũng như là không bị gồ gà hay cảm giác là lẩm quá các bạn ạ thế nên tóm gọn lại đây là một sản phẩm mình thấy rằng có thiết kế tương đối là đơn giản trong khi đó trọng lượng thì cực kỳ gọn nhẹ và bạn sẽ chỉ có một cái phím điều hướng duy nhất ở đây thôi đóng vai trò là phím bật tắt luôn và điều này ấy, sẽ khiến cho chúng ta có một cái thiết kế nó tương đối giống những cái đồng mẫu đồng hồ truyền thống dĩ nhiên nếu mà chúng ta đặt so sánh bên cạnh những mẫu như kiểu là K10 hay K11 đấy thực sự em L11 này nó quá là nhỏ gọn luôn đúng chuẩn một mẫu smartwatch dành cho các chị em tất nhiên để đạt được cái trọng lượng cũng như kích thước nhỏ gọn như này ấy, thì em này cần phải đánh đổi một yếu tố đó chính là về phần màn hình cụ thể kích thước màn hình đây sẽ chỉ là 1,09 inch mà thôi ngoài ra độ phân giải màn hình sẽ là 240 x 240 và số cái tấm nền đó chính là TFT cá nhân mình đánh giá thì nếu với nhu cầu của chị em ấy, thì màn hình này các bạn vẫn sẽ đáp ứng được nhu cầu rồi thì là xem giờ sau đọc thông báo hay là sử dụng những tính năng cơ bản và em này ấy, thì chúng ta cũng đã có những sự thay đổi nhất định về phần giao diện nhá giao diện mình nghĩ rằng nó nhỏ đi phần nào nhưng mà vẫn dễ dàng sử dụng ở những phần như kiểu các bạn xem thông báo này sau đó ở những phần hiểu tùy chọn ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng vuốt thực hiện những thao tác như các bạn xem thông báo hoặc là các bạn thực hiện thao tác vuốt sang ở các chế độ tập thể dục thể thao với mình thấy thì độ sáng em này ở mức đó chính là vừa đủ dùng Tuy nhiên thì những cái hiển thị của nó như kiểu hiển thị thông báo này Xóa hiển thị những thao tác như xem bước chân, xóa xem lượng calo tiêu thụ vân vân Nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu sống bạn Mặc dù cái phong chữ của nó ấy, cảm giác rằng nó sẽ nhỏ đi một phần nếu mà so sánh với những em khác với cơ bản thì em này vẫn làm đầy đủ những tác vụ của một cái mẫu smartwatch. Đầu tiên chúng ta sẽ có đến bước chân này so theo dõi sức khỏe, gồm có đồng độ SPO2 cũng như là theo dõi nhịp tim. Ngoài ra các bạn sẽ có 9 chế độ tập thể dục thể thao khác nhau tùy theo nhu cầu sống bạn. Còn lại thì nó vẫn sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu khác. Ví dụ theo dõi giấc ngủ này, sau đó là các bạn thực hiện nó chuyện đọc thông báo vân vân. Những cái smartwatch khác làm được thì em này cũng làm được nhá. Và quan trọng hơn nó sẽ có cái đó chính là đo SPO2, một cái mình thấy rằng tương đối là đáng đồng tiền bát gạo ở cái mẫu đồng hồ khoảng tầm 800 000 như này. Tất nhiên về phần mềm ấy, em này cũng sẽ có những điểm yếu đó chính là khi bạn vuốt ấy cảm giác nó chưa thực sự mượt mà cho lắm. Cũng như là về phần thông báo tiếng Việt nhá, chúng ta sẽ thấy rằng phông chữ của nó vẫn chưa hiển thị thực sự ngon. Mặc dù các bạn cũng xem được thông báo bằng tiếng Việt thôi, nhờ sẽ có phần nào gọi là lỗi phông chữ nhẹ. Còn về mặt app kết nối nhá, thì em này vẫn sẽ sử một cái ứng dụng đó chính là Glory Fit. Ứng dụng này thì trước đây mình cũng đã nói rồi khi mà mình làm trên tay những mẫu hồ nhiều K10 hay K11. Về cơ bản thì ứng dụng này cá nhân mình đánh giá nó tương đối đầy đủ tính năng cũng như là về mặt đồ hồ ấy thì cực kỳ nhiều cho bạn kết nối cũng như là đồng bộ luôn Nói chung là quá thoải mái về mặt đồ hồ Nhưng mà hạn chế của nó sẽ là chúng ta sẽ không có tiếng Việt các bạn nhé Cuối cùng về sạc nhá thì dĩ nhiên em này sẽ cũng chuẩn sạc nam châm như những mẫu đồng hồ bình thường rồi. Và viên pin em này không quá trâu đâu, chỉ là 180 mAh mà thôi. Và với viên pin 180 mAh này cho các bạn nhận thông báo các thứ vân vân đấy thì nó sẽ trụ được từ 3 đến 5 ngày nhá. Còn thời gian chờ thì sẽ là 28 ngày. Nhưng mà cá nhân mình giá thì với chị em phụ nữ ấy, thì về cơ bản đây là một cái thời gian sử dụng nói chung là vừa đủ để cho các bạn sử dụng những nhu cầu như kiểu chúng ta tập thể dục thể thao và các bạn đây đúng chuẩn là mẫu đồng hồ dành cho chị em phụ nữ luôn khi mà chúng ta nhắm đến nhu cầu nhỏ gọn nhẹ trong khi đó vẫn đầy đủ những tính năng cơ bản của một mẫu smartwatch theo dõi được sức khỏe sau đó theo dõi được các bài tập thể dục thể thao cũng như là chúng ta sẽ có một thiết kế nói chung là khá là cute, phô mai que đúng không? thậm chí các bạn có dây tặng kèm để đổi sao cho mà phù hợp với nhu cầu sổ cũ nhà màu sắc trang phục của chị em. và dĩ nhiên mình cũng sẽ keep away em này nhá. các bạn chỉ việc thực hiện đầy đủ những thao tác mình đã để ở bên dưới phần mô tả để chúng ta dễ dàng thực hiện. và bạn đừng quên nhá, nhớ bấm subscribe kênh khôi ngọng. còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. và bạn nào thấy hay cũng là thấy thú vị ấy, thì đừng quên cho mình một like cũng như là một subscribe.